Ok nào. Thế thì để mà khi mà gặp một bài viết bị lâu lâu duyệt thì chúng ta vào cái link. Link như sau. Tôi đã cho mọi người rồi, là link này là tên là chờ duyệt quá 24 giờ. Thì khi kích vào cái link đây. Đấy, dạng link đây. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái ad pending review more than 24 hour, tức là cái quảng cáo này bị chờ phê duyệt quá 24 giờ. Nhưng mà thường ấy, 1-2 tiếng, 2-3 tiếng không thấy nó phê duyệt đã làm được cái bước này rồi, được chưa? Từ Hai đến ba tiếng là đã duyệt được lúc này rồi, có video không phải từ nhìn thôi, tập trung vào nhìn đừng có ghi chép gì làm gì. Thế thì cái này sau khi mà có cái này rồi thì bắt đầu chúng ta phải đi lấy cái gọi là cái ID của cái quảng cáo, chúng ta vào trình quản lý quảng cáo, vào chỉnh sửa vào cái cấp độ 2 đấy và tìm cái content nào nó lâu bị lâu lâu được duyệt đấy, kích vào view, đây là cái content VIP 1 nó lâu được duyệt. Thì góc cạnh góc phải này, cái gần chữ chiến dịch này đấy, là như tôi di chuyển đây có 3 chấm, kích vào 3 chấm cho sao chép cái ID, đây chính là cái ID của cái quảng cáo lâu được phê duyệt, ấn sao chép, quay lại cái link đấy, dán cái ID vào rồi ghi số trường hợp là, và cái phần này là ghi là vui lòng duyệt quảng cáo giúp tôi. Nghe ghê chết đi. Sau ấn chữ gửi là nó sẽ xét duyệt, và như này thường nó sẽ xét duyệt rất chi là nhanh. Ok nhá. Vâng ạ.